cô gái rất sợ là các anh cứ nói lời yêu rất dễ dàng, được thì được, không được thì thôi, lại nhảy cóc sang chỗ khác. Thì về với cái người mà tỏ tình không được lại bỏ đi chỗ khác, lại tỏ tình không được lại bỏ đi chỗ khác, nghĩa là thực sự trong sâu thẳm trong lòng tình yêu chưa lớn. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Ninh Bình. Như thế này, cách đây 3 tháng em có quen một cô gái cảm tình với nhau. Rồi em nhận thấy em đã yêu cô ấy rồi, ngồi lại thì cô ấy từ chối khéo em. Nhưng mà em không biết là lên tấn công tiếp hay như thế nào. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên. Em ơi, em học lớp mấy hay là học cái gì hay là đi làm rồi? Dạ, em đi làm vậy ạ. À thế à. Quen cô ấy được 3 tháng rồi mình mới ngỏ lời và cũng có những cái kiểm tra xác định mức độ mối quan hệ rồi mới nói chứ không phải là vội vàng đúng không? Dạ. Ừ. Em vừa mới nãy có nói là cô từ chối khéo là cô nói làm sao? Dạ cô nói thế này ạ. Thứ nhất là do bây giờ điều kiện cô ấy đang đi học, thứ hai là do cô ấy sợ khi có tình cảm với em rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học. Ừ. Cô ấy với lại cô ấy lo, nghĩ là sẽ lo cho tương lai nhiều hơn. Ừ. Cô ấy còn đang học cái gì hả em? Cô ấy đang học đại học. Ừ. Thật ra thế này, các bạn gái đã là sinh viên đại học chắc không đến mức độ quá lo lắng về chuyện học hành để mà chưa nhận là cái lời tỏ tình của em. Có hai cái tình huống xảy ra. Thứ nhất là tuy em thì em chủ quan, em cảm nhận thấy rằng mối quan hệ của em và cô ấy cũng đã là tốt đẹp và em mới ngỏ lời, nhưng thực ra thì cô ấy còn mong muốn em chứng tỏ hơn nữa cái sự quan tâm, sự yêu thương, cái sự tình cảm mà dành cho cô ấy thì để cô mới nhận lời. Và một cái phương án thứ hai có thể là đấy cũng là một cái cách để thử thách em xem có phải là người vội vã hay không, phải tạo ra một cái khó khăn nào đó thì để người ấy phải cố gắng hơn lên, kiên trì hơn lên. Các cô gái rất sợ là các anh cứ nói lời yêu rất dễ dàng, được thì được, không được thì thôi, lại nhảy cóc sang chỗ khác. Thì về với cái người mà tỏ tình không được lại bỏ đi chỗ khác, lại tỏ tình không được lại bỏ đi chỗ khác, nghĩa là thực sự trong sâu thẳm trong lòng tình yêu chưa lớn, chẳng qua cứ nói cho vui miệng thế thôi, được thì được, không được thì thôi. Nếu như mà vừa tỏ tình một cái xong cô bảo vâng ạ, em đồng ý yêu anh thì có khi chưa chắc em đã vui. Em bảo ô dễ nhỉ. Thế thì thành ra mình không trân trọng, không quý giá cái mối quan hệ mà mình có được. Thế thì các cô gái, nhất là các cô khôn ngoan một tí là cũng hay đặt ra các cái rào cản này khác để thử xem anh này yêu đến mức nào. Ví dụ như em sau đây em vẫn không tỏ ra buồn, không giận dỗi, vẫn quan tâm như những người bạn, như một người bạn. Thế rồi là để chinh phục cứ mỗi ngày một chút. Đến lúc cô cảm nhận thế là đấy, mình đã bảo là mình chưa yêu rồi, thế nhưng mà rồi thấy anh nhiệt tình quá cô, mà thấy tội lắm, chắc là anh này chân thành, anh này hết lòng, rồi nó cũng sẽ siêu lòng. Đấy, chứ còn thì để mà cứ hy vọng rằng gặp cô nào đấy quen một tí tỏ tình cô nhận lời ngay thì thứ nhất là hiếm có lắm, thứ hai nữa nếu có thì lại vớ phải những cô gái cũng là những người suy nghĩ cũng đơn giản nông cạn. Cô ấy nói với em là trước đây có tình cảm là chỉ nhiều tình cảm xem như của anh trai hoặc là bản thân đấy. Ừ. Thì đấy, người ta phải muốn rằng anh muốn chứng tỏ từ cái chuyện anh trai bạn trai thành cái người yêu thì nó phải khác đi một tí chứ, nó vẻ quý thì quý rồi nhưng mà thấy nó cũng chưa ngấm lắm, chưa cảm thấy rằng là thực sự là nó thân thiết gần gũi như là một người nam một người nữ, mà chỉ như là ông anh trai với lại cô em gái thôi. Anh trai với em gái bao giờ nó cũng có khoảng cách nhất định, quan tâm thì quan tâm thật nhưng mà nó vẫn cứ là anh em. Thế thì bây giờ cái việc mà chuyển từ anh em sang thành anh yêu em yêu thì là chuyện của em. Chỉ có điều rằng là đừng có hy vọng rằng cứ tỏ tình một cái là người ta nhận lời ngay, hoặc là cũng đừng có vội vã nản chí bỏ chạy khi mà người ta mới nói có như vậy nhé. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bình Định. Dạ, em ở từ Bình Định đây chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy? Dạ, em có quen một cô bạn là cũng học ngành. Bồ em lỡ bị có thai gần 2 tháng rồi, giờ không biết sao giờ em xin chương trình cho câu hỏi đó em xử lý chứ. Vâng. Được không, dạ? Cô bạn gái của bạn thì hiện nay đã có bầu 2 tháng đúng không? Dạ, gần 2 tháng, dạ. Vâng, và bạn đang rất là băn khoăn, rất là lúng túng trước cái tình huống này. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn lời khuyên. Xin mời anh ạ. Chào em học năm thứ mấy rồi? Dạ, em thì năm thứ tư, chúng tôi ra trường. Cô thì học năm thứ mấy, có cùng lớp hay là năm thứ một, thứ hai? Dạ, năm thứ ba. Cô năm thứ ba rồi à? Mối quan hệ của em với cô đã sâu sắc đến mức độ nào? Tức là cũng mới quen chơi thế rồi quan hệ, hay là thực ra gì cũng đã... Một năm rồi anh ơi. Rồi một năm nay. Dạ. Ở cái sâu sắc không tính bằng thời gian, mà ví dụ như em đã dẫn cô về nhà cho ba má em biết này, em cũng về nhà cô ấy này, đôi bên gia đình có vẻ rất là quý, ủng hộ này, nhất trí rằng bao giờ hai đứa ra trường để cho làm đám cưới này, ví dụ như thế, có những cái đó chưa? Mà gia đình em thì đồng ý, mà gia đình cô đó là không đồng ý anh ạ. Không đồng ý tức là khi mà em về gia đình ha. Dạ. Không đồng ý để cho yêu em. Đấy là khi họ chưa biết con gái họ có chữa, có thai. Dạ, dạ. Trong 2 tháng vừa rồi chắc chắn cả hai em cùng lo lắng, đã bàn đến những vấn đề gì, có phương án gì chưa? Dạ cũng bàn chứ, mà giờ nhất là bàn chứ sao đó em cũng chưa biết, giờ lúng túng quá anh ơi. Anh hiểu rồi. Cô đã nói với bố mẹ cô biết chưa? Dạ chưa. Vẫn giấu. Bạn bè trong lớp mọi người đã ai biết là cô có thai 2 tháng chưa? Dạ dạ, nói chung là chưa biết, giấu, đường giấu kín mà. Đường giấu kín. Dạ. Trong trường hợp của các em thì chỉ có rất ít phương án thôi. Một là nếu tâm sự chuyện trò thuyết phục với cô rằng là vẫn rất là yêu thương cô ấy, cái chuyện mà lỡ có thai đây là ngoài mong muốn, rằng là vẫn không phải là vì thiếu trách nhiệm, nhưng mà nếu lúc này mà cố gắng mà làm đám cưới vội vã, trong khi thì một người đang học năm thứ tư, một người học năm thứ ba, công ăn việc làm không có, vân vân, thì sinh đứa con ra mình không có điều kiện để chăm sóc nó, đặc biệt là vấn đề tâm lý, mình chưa chuẩn bị sẵn sàng làm cha làm mẹ, mình cho rằng nó như là một cái nợ, nó ra đời là nó hại cả đời mình, như vậy là mình trong sâu thẳm là mình ghét bỏ nó, rồi mình cũng làm tình làm tội nó thì cũng rất là khổ. Thế thì nếu bàn với cô được rằng là vẫn yêu thương nhau, cái chuyện này lỡ ra mình sẽ có cái phương án giải quyết, thế xong rồi sau khi ra trường thì sẽ tính sau, đám cưới đám kiếc lấy nhau như thế nào đấy tính sau, đúng không? Được phương án thế là một. Còn cái bí nữa, ví dụ như cô kiên quyết, cô nghĩ rằng là mình là cái người mà không có trách nhiệm, cô luôn luôn nghĩ rằng là lúc này là lúc cô sẵn sàng bỏ học để mà lấy chồng sinh con, vì đối với cô ấy, tình yêu và đứa con là lớn nhất. Cô rất sợ phá bỏ thai vì ngộ nhỡ ảnh hưởng, có nguy cơ này nguy cơ khác chẳng hạn, và cô kiên quyết không làm, thì em cũng không ép buộc cô ấy được. Cái quyền đấy là quyền của cô ấy, em phải tôn trọng. Mình là con trai, đã chót làm thì phải chịu chia sẻ với người ta trách nhiệm. Tất nhiên đây mới là bàn của hai người, chứ còn chuyện của các em khi đã bàn đã tính phải có sự tham gia tư vấn của cả người lớn của gia đình nữa. Ví dụ như em nói thì cô ấy không nghe, nhưng khi bố mẹ cô ấy cũng là cái người mà nhìn xa trông rộng, tính toán cho cả hai người, thì có thể cô sẽ cùng nghe. Hai đứa cùng đều non trẻ, đều còn thiếu kinh nghiệm sống, cứ chỉ có ngồi khóc với nhau, hoặc là cãi nhau, hoặc là tính quẩn thì không nên. Lúc này khi nó chưa cái thai nó chưa quá lớn, hãy công khai với bố mẹ đi, kể cả bên bố mẹ nhà cô ấy, để họ cho một phương án giải quyết. Em cảm ơn chương trình. Rồi thế gắng đừng có giấu kín, mà rồi ngày một cái thai nó lớn ra sẽ phiền phức cho cô rất là nhiều nhé. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu nghe lại chương trình này, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web www.cursổ-tình-yêu.vn. Tại trang web này hiện cũng có rất nhiều thông tin lý thú và bổ ích xung quanh các vấn đề về cuộc sống, về tình bạn, về tình yêu và sức khỏe sinh sản để các bạn có thể tham khảo. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Bình. Vâng, em nghe chưa? Vâng, chào bạn. Vâng ạ. Ôi chị ơi, cho em hỏi là ví dụ như bây giờ là em có yêu một người bạn, mà trong một cái phòng có hai người ta ở thường xuyên mà ở với nhau, hai người bạn thân ấy ở mà sinh hoạt với nhau ấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Thì khi người ấy đi làm thì em gọi điện, thì là công việc của em ấy rất bận, ít khi về thăm được người em yêu ấy. Vâng. Vâng ạ. Thì em gọi điện thì là trong lúc đó thì là lúc rảnh thì là người bạn của em thì thường xuyên đi công tác, nên là không nghe được máy, mà có một người bạn khác nhà mãi mà người bạn ấy lại có tình cảm với em, không biết là em mà người kia lại hiểu lầm em, mình không biết em giải thích thế nào cho đúng nhỉ. Vâng. Vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên. Ồ, thế thì khi mà gọi điện đến cho người yêu đi vắng thì lại ngồi buôn chuyện với cái cô bạn của người yêu à? Không, em gọi điện cho thì cô bạn của người yêu thì em hỏi là cô ấy đi đâu và nơi làm gì mà sao em gọi đến này không nghe máy, thì là cô bạn ấy lại năn cái chuyện với em, và sau khi đó cô bạn ấy lại liên lạc lại với em ạ. Ừ, liên lạc lại xong rồi tán mình. Vâng ạ. Ừ, nói là em thích anh quá cơ. Không, cô bảo không thích nhưng mà cô ấy thổ lộ cái tình cảm cho em biết là cô đã có tình cảm với em ạ. Ừ. Là thực chất thì em không có cái tình cảm với cô ấy. Ừ. Thế em nói chuyện có thân tình lắm không? Khi cô ấy gọi lại đấy, thường nói chuyện một tiếng, hai tiếng hay là... Em cũng không thực tình nói chuyện với cô đấy đâu. Ừ. Em lắm đâu, em không thân thiết đâu, bởi vì là em đến lúc mà cô người yêu của em biết được là người bạn của cô ấy gọi điện cho em thì cô hiểu là mà cô ấy gọi lại cho em thì em giải thích, thì cô hỏi em một câu thế này, nếu mà em giải thích được là cô sẽ quen lại với em. Thế này, một là cái chuyện mà nảy sinh tình cảm với một cái người bạn, người yêu của bạn gái mình cũng là cái chuyện thường xảy ra. Các anh chàng cũng thế, theo bạn trai mình đến chỗ người yêu của anh ta, xong thấy cô này hay đi thích, cũng nảy sinh tình cảm, cái chuyện ấy cũng là tự nhiên. Tuy nhiên thì khi bản thân em nói là không có tình cảm gì thì mình cũng phải trả lời dứt khoát, đúng không? Thế và cái thứ hai nữa là cô bạn gái kia chắc chắn sẽ... có hai cái dụng ý. Một là có thể mối quan hệ của cô bạn gái ấy với lại người yêu của em ấy nó không được thuận buồm xuôi gió, và đôi khi có cái chút gì đấy ganh ghét nhau, và cũng muốn tạo ra một cái kẽ hở, một cái sự hiểu lầm để cho, bởi vì hai cô mà ở cạnh nhau, ở cùng nhau, cô có người yêu, cô kia chưa có người yêu, cũng thấy nó làm sao bừng bực, đã thế thì không người yêu cho cả cho nó thế nọ thế kia. Đấy là nói chung thôi chứ chưa hẳn đã là vì như thế. Đây là mình gọi là phân tích ấy mà. Rồi, thì, rồi. Rất dễ là có thể gọi là đâm bị thóc chọc bị gạo để tạo ra cái sự hiểu lầm giữa em với người yêu. Thế là cô kia cũng thôi luôn, chả ai gì nữa, lại vui vẻ. Hoặc là cái thứ hai là cũng biết đâu đây lại là bài của người yêu của em. Không, cũng có em cũng nghĩ vậy đấy. Trong trường hợp này em lên chỗ bạn gái chơi đi, đừng có giải thích qua điện thoại lòng vòng làm gì. Có khi cô cũng chỉ muốn là đợt vừa rồi đi công tác xa lâu lắm không gặp, bây giờ thì ông ấy lên đây mấy ngày chơi cho nó thích chẳng hạn, mà mình thì cứ ngồi đấy mà giải thích thì không hay. Mọi hóa giải về những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm sẽ được hóa giải nhanh chóng nếu như hai người được ở gần nhau. Ngoài chuyện trò chuyện còn có những cử chỉ âu yếm, ánh mắt thân thương, rồi có những cái động tác này động tác khác để mà làm lành hòa giải. Còn nếu chỉ cãi nhau qua điện thoại hoặc là chat chít sẽ hiệu quả rất là kém. Em lên đi, em tổ chức rủ cả hai cô gái cùng đi ăn trưa ở ngoài đường, ở quán nào đó, xong em chăm chút cái cô người yêu của mình nhiều vào. Thế và cô gái kia thì mình tạo ra một khoảng cách rõ ràng. Thứ nhất là một mũi tên trúng hai đích, để cho cái cô kia thấy rằng là mình là người kiên cường bất khuất, không có lay chuyển nếu bị tán tỉnh. Cái thứ hai cũng để cho cô người yêu nhận thấy rằng đây, trước mặt cả ba người đây, anh chỉ có yêu em, còn cái cô kia chỉ là bình thường, anh tôn trọng cô chỉ vì cô là bạn gái của em. Thế thì phải làm bằng hành động mà phải làm cấp tốc vào, và hơn nữa đừng có bị vướng vào những cái vòng thử thách của các cô gái. Mình phải khéo léo để thoát khỏi và có những cái cách ứng phó nó nhanh một tí nhé. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Vâng chị ơi, trước đây em cũng yêu một người mà trong một thời gian đấy cũng em yêu nhau, nhưng mà chúng ta đến cũng phải là hai bên có lại là có cái lễ đi lại rồi mà. Vâng, trong thời gian em đi học đấy. Thì đôi lúc thì bọn em cũng có đôi lúc có chuyện xảy ra xích mích với nhau. Trong thời gian lúc em gần tốt nghiệp đấy, em đi thực tập về thì em với cô ấy thì đôi lúc về cãi nhau, rồi đến lúc hai bên nóng nảy nhau mà. Thì đấy thì em với cô ấy hai bên không ai nhường nhịn nhau. Em đôi lúc em tính thanh niên ở mùng 1 này, em nói cô ấy là bản lễ anh. Thì trong thời gian ấy cô ấy tức quá. Bây giờ trong thời gian em đã hoàn thành đi học về xong rồi, tốt nghiệp ra trường rồi. Bây giờ em về nhà, em đôi lúc em lên nhà, nhưng mà cô ấy thì cô không hài lòng với em lắm. Thì nói chung là hai bên gia đình thì cũng không sao cả. Thì bây giờ em muốn là nhờ chuyên gia tâm lý học để giải thích cho em câu hỏi này. Vâng, tức là giữa hai gia đình đã có buổi gặp mặt coi như là chạm ngõ đấy ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà giữa hai bạn thì có những cái vấn đề xung khắc và cãi cọ nhau. Dạ vâng. Vâng, và hiện nay thì... Em đã đi học về, tốt nghiệp ra trường rồi ạ. Vâng, còn cô ấy thì... Cô ấy đi làm ở công ty ạ. Vâng, và hai bạn thì vẫn đi lại, vẫn gọi điện quan tâm tới nhau chưa ạ? Hay là như thế nào? Trong thời gian cãi nhau thì em điện cho cô ấy, cô không thèm nghe máy ạ. Vâng. Vâng. Và hiện nay thì bạn cũng không biết là làm cách nào để có thể trở lại cái tình cảm như xưa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì em tốt nghiệp thì nhà cô cũng gần nhau thôi. Thì đôi lúc buổi tối em vẫn lên nhà cô ấy. Thì lên thì hai người chả nói chuyện với nhau gì, cô ấy cũng về mặt rồi cũng tức giận em mà. Vâng. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên. Em ơi thế này này, các em mặc dù em đang đi học này mà ở nhà ngày xưa cũng đã làm cái lễ dạm ngõ này, chứng tỏ là ngày xưa cũng phải yêu nhau lắm lắm đúng không? Lắm thì mới làm thế, mới nhận chỗ đấy. Đúng rồi. Đề phòng ở nhà có trai làng nó lấy mất. Thế thì mới dạm ngõ. Thế còn thì em nói rằng là trong cái thời gian xa em đi học rồi cô ở nhà cũng hay có những cái xích mích cãi cọ và không ai chịu nhường ai. Thường các em xích mích cãi cọ về những vấn đề gì? Ghen tuông, nghi ngờ, hay là do tính cách không phù hợp, hay là cô ấy nói nhiều, hay là em thế nào? Không phải là em không phải ghen tuông mà em xích mích với nhau về chuyện vấn đề là cô ấy, tính cách của cô ấy. Bởi vì đôi lúc cô ăn nói với em như là bạn bè bạn ấy, cô ấy nói chung không với em mà em ở cô em ấy. Em nói với bạn bè em như thế được, đừng nói với anh những câu như thế. Vâng. Xong đấy cô lại cãi nhem nhẻm đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Bảo chỉ nói thế thôi. Vâng. Thế xong rồi từ đấy rồi cứ chỉ có thế thôi mà chuyện cứ ngày một to lên. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Em nhiều hơn cô ấy nhiều tuổi không? Em hơn cô ấy 2 tuổi thôi ạ. Có thể thế này này, không hơn quá nhiều tuổi này, em lại còn đi học, trông nó lại cứ trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên. Thế xong rồi cô nhiều khi cũng không nghĩ rằng là dù sao chăng nữa cũng phải một anh em rồi cũng phải ngọt ngào thế nọ thế kia. Đây lại cứ nói như bạn bè, tí có làm gì chở đi chơi nhá, hay là tí có bận xuống chơi chẳng hạn, nói kiểu thế gì. Chứ giá mà anh ơi thế lát nữa có gì nếu không bận thì chở em đi mua đồ một chút nhé, thì chắc là hài lòng đúng không? Dạ vâng anh ơi, nhưng mà anh ơi, nhưng đôi lúc là em ngày lễ, ngày tư, ngày tết ấy, ngày lễ em đi học, em nghỉ học đấy, em về quê ấy, mời bảo cô đi chơi, nhưng mà cô bảo em không đi chơi với anh, nhưng mà em đi chơi bạn em còn vui hơn là đi chơi với anh. Ôi chết, thế sao lại cô này lại trẻ con thế nhỉ? Thế xong những lúc ấy thì em làm như thế nào? Trong đôi lúc đấy em cũng phân vân không biết mình là làm thế nào để thuyết phục được cô ấy. Đấy là cái lúc cãi nhau rồi nói dỗi thế, hay là bình thường cứ người yêu nhưng mà về thì thà đi chơi với bạn vui hơn? Dạ vâng, nhưng cái đấy vấn đề đấy em không để ý đến ạ. Vâng. Thế này này, có lẽ chuyện thì mâu thuẫn không lớn, nhưng cứ cái bé nó xé ra thành cái to, cái lành nó lại ra cái dữ. Chỉ vì cứ câu ăn câu nói thì chấp nhau từng cái nọ cái kia, thành ra là chứ anh tưởng thế này, cô này là tính cách cô ấy ngang lắm anh ạ. Ngang lắm, bướng. Ngang bướng hả? Em thì lại có vẻ cũng hơi ra trưởng tí đấy, tức là cái gì nó phải ra cái ấy, có bề có bậc, có thứ có bậc, anh ra anh, em ra em, vợ ra vợ, chồng chồng, chứ mà không được hỗn kiểu như dạng đúng không? Trong khi thì cô lại ngang ngang. Nhưng anh nghĩ rằng là cái đấy là cái gọi là cái xích mích mâu thuẫn nó không lớn. Nếu mâu thuẫn nhau về cái lối sống chẳng hạn, như mình thì rất trân trọng sức lao động, mình thì rất là quý giá đồng tiền làm ra, trong khi cô là người hoang tàn, chỉ có trông thấy ai giàu có thì ngớp mắt lên, xong rồi chỉ ăn chơi đua đòi, ăn diện, lười làm chẳng hạn, thì phải làm vấn đề lớn, vì nó là cái quan điểm, cái quan niệm sống rồi, nó là tính cách rồi. Nhưng còn đây thì nó là những cái sinh hoạt hàng ngày. Anh nghĩ rằng có thể một là uốn nắn nhau dần dần, hai là có thể cũng bỏ qua một tí cũng chả làm sao, không phải lúc nào cũng trịnh trọng anh nọ em kia. Và trong cái cuộc sống hàng ngày mình là con trai, đàn ông đôi lúc cũng đừng chấp vặt quá, như thế mới sống được, chứ sau này cuộc sống vợ chồng nó còn kinh khủng lắm ấy chứ nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Em năm nay 20 tuổi. Em và cô ấy yêu nhau được hơn nửa năm. Thời gian đầu thì mọi việc cũng suôn sẻ, hai đứa rất là vui vẻ bên nhau. Chẳng hiểu sao sau khi lên ấy, thì cô đột ngột nói với em lời chia tay. Lúc đó em rất bối rối, chẳng biết hiểu vì sao cô nói thế. Cô bảo lý do là cô ấy muốn tập trung vào việc học tập, cũng vì chuyện yêu đương mà làm ảnh hưởng đến việc đó. Em qua tìm hiểu em biết con kia bảo có một người chị cũng học cùng lớp cô ấy, cô về nói gia đình cô ấy kiểu ngăn cấm ấy. Vâng. Thời gian sau ấy, em cũng thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô, em muốn níu giữ cái gì đó tình cảm giữa hai đứa, tại vì em thật lòng em yêu cô ấy nhiều lắm. Vâng. Cô cũng rất là cương quyết, cô bảo là cô không muốn gì đó ấy. Lâu rồi, 2 năm rồi, nhưng tự nhiên em vẫn yêu cô ấy. Rồi em muốn gọi là ở chương trình cho một lời khuyên, em nên tiếp tục tình cảm này không hay thế nào vậy? Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Hiện nay em còn học không? Dạ vâng, năm nay năm cuối rồi. Em có cơ hội gặp cô nhiều không? Vâng, em với cô học cùng trường anh ạ. Học cùng trường. Vâng. Em ơi thế này nhé, ở tuổi 19 đôi mươi đang yêu nhau thắm thiết như thế, nếu đúng như lời cô ấy nói là chỉ do gia đình nhắc nhở, cản ngăn rằng là phải tập trung học tập, mà ngày hôm sau cô ấy đến cô nói lời chia tay một cách rất rõ ràng, rất khúc chiết, và sau đấy thì kiên quyết không nghe bất cứ một lời động viên giải thích nào nữa, thì phải nói rằng cô ấy là một người, một là quá ngoan, chẳng quyết định được cái gì, cứ bố mẹ bảo sao thì làm vậy, mà răm rắp nghe lời, trong lòng có khổ đau thì nghiến răng mà chịu. Hai là một người quá cứng ngắc. Cái này cũng em cũng không phải là người mà sau đấy không có tình cảm gì nữa, vẫn nhắn tin gọi điện liên lạc trao đổi, và cô cũng không có lay chuyển gì trong hàng năm trời, hơn năm trời rồi đúng không? Được rồi, nhưng mà em biết cô vẫn còn yêu em, nhưng mà vì lý do không gia đình cấm khoảng cách với hai đứa xa quá. Khoảng cách gì xa? Hai tỉnh xa nhau hả? Dạ vâng, em và cô ấy là hai tỉnh khác nhau anh ạ. Trời ơi, đấy, qua đấy cũng thấy một cái cô gái như vậy là mà người ta còn lấy chồng nước ngoài, người ở Cà Mau người ta còn lấy chồng ở Lạng Sơn. Ở đây có hai tỉnh khác nhau, bố mẹ nói thế nhỉ, cũng xa thật. Thế thì em xem lại xem, tình yêu nó phải thể hiện bằng là cùng nhau bàn bạc, cùng nhau hành động để mà tìm ra hướng giải pháp và một cái lối thoát nào đó. Chứ nhiều cô gái ở trong lòng mà còn yêu, cô sẽ bàn với anh rằng là anh em mình vẫn duy trì yêu nhau, nhưng mà bí mật đừng cho bố mẹ biết ngay, bởi vì lúc này bố mẹ sẽ lo lắng cái chuyện học hành của em, nhưng mình giữ gìn cho nhau. Xong rồi sau này đến lúc mà cảm thấy tất cả nó đầy đủ điều kiện để chuẩn bị cưới rồi chẳng hạn, lúc ấy mới xin phép bố mẹ. Tức là có những người như thế. Chứ còn trong trường hợp này, em cứ nhìn vào mắt cô ấy, thấy cô rất yêu nhưng mà cô chả dám làm gì, cứ đụng đến hay là tiến lên thì cô bỏ chạy, thì có yêu cũng chẳng để làm gì, đúng không? Em cứ suy nghĩ thật kỹ nhé. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn về những lời tâm sự vừa rồi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo. Alo, em nghe chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế? Vâng, em chào chị, em tức là vợ chồng em kết hôn được nửa tháng nay rồi đấy ạ. Vâng. Vâng ạ, thì qua mỗi lần quan hệ đấy ạ, thì tức là cái cuộc nó không được kéo dài ấy chị, mà làm cho vợ em đấy có cảm giác chán nản, em cảm thấy thế ạ. Và em cũng, mình là người chồng ấy, mình có tâm lý chị, em muốn được nghe lời khuyên của tổng đài không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tư vấn và cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Chị ạ. Các em cưới nhau được bao lâu rồi? Em cưới nhau được nửa tháng rồi ạ. Nửa tháng hả? Thế và em bao nhiêu tuổi? Em 22 tuổi ạ. Vợ bao nhiêu tuổi? 21 tuổi ạ. À thế à? Và mới được nửa tháng. Thế thì sau khi quan hệ thì em cảm nhận thấy là vợ có vẻ không được thoải mái lắm, hay là vợ nói ra? Em cảm nhận thấy ạ. Em cảm nhận là cái cuộc đó kéo dài không một lâu chị ạ. Vậy em cảm thấy là vợ em có cảm giác là nhanh quá. Thế bản thân em thì có được thoải mái không? Chưa xét về còn vợ em thì có cảm giác em cảm thấy thoải mái lắm. Thông thường là được khoảng bao lâu? Từ khi mà phút thôi chị ạ. Ngoài 3 phút ấy hả? Dạ, vâng ạ. Chị hỏi như thế là để thấy rằng là như vậy là về phía em là không có một cái phải là bệnh lý gì cả nhá. Thế còn cái việc hòa hợp ấy thì em biết rằng là có những bạn nữ ấy, thì bạn ấy kêu rên lên vì bạn không thể chịu được, vì người yêu lại có thể quan hệ được 5 đến 7 phút hoặc 10 phút thì đấy lại là tra tấn đối với bạn ấy. Và thế thì cái việc hòa hợp nó là phải cả đôi bên, đúng không? Tuy nhiên về phía em thì ổn rồi, còn về thì phía người vợ em thì chưa được ổn. Vậy nó có những cái kỹ thuật, tức là về cái sinh lý tình dục ấy, thì để mà đạt được đến cao trào ấy, để diễn ra được đến cái giai đoạn đấy thì thông thường là nữ họ sẽ chậm hơn nam. Nam thì rất dễ có ham muốn rồi kích thích rồi là đến cái giai đoạn mà gọi là cao trào luôn. Nhưng mà nữ thì lại từ từ thôi. Đấy, tức là sinh lý bình thường nó đã có cái sự khập khễnh giữa nam và nữ. Vậy thì vấn đề giải quyết là làm thế nào đấy em đi chậm hơn một chút để em đợi bạn nữ, đúng không? Hoặc là em lại có những cái mà kích thích hoặc là bằng lời lẽ hoặc là bằng cái gì đấy, thì cái việc đấy là em phải quan sát vợ để mà đẩy mạnh cái giai, để mà làm nhanh cái giai đoạn hưng phấn của bạn gái lên. Chị ơi, nhiều lúc thì em muốn cũng lâu hơn chị, nhưng mà cái em không tự kiểm soát được bản thân ấy. Tức là em muốn là em muốn cái kéo dài được lâu hơn, em muốn có cái chị ở cách nào quá. Thế thì nếu như mà em muốn là đấy thì nó có cái cách, tức là em sẽ phải đi nhanh, tức là đi dài hơn để mà gặp bạn nữ, đúng không? Thế thì nó cũng có một cái cách là mình phải làm gián đoạn cái hiện tượng cương cứng dương vật của mình. Ví dụ ở sách báo thì người ta cũng có một vài cách là như thế này. Khi mà cương cứng lên rồi thì mình biết là sắp xuất tinh thì mình có thể làm chậm nó lại bằng bóp vào cái gốc dương vật ấy, thì đau thì nó sẽ dừng lại. Hoặc là có tài liệu thì người ta lại nói là nhúng vào cốc nước lạnh. Thế nhưng mà cái việc mà có cốc nước lạnh ra đấy thì nó có thực thi hay không? Đấy là y văn người ta nói thế. Còn nó có thực thi hay không, hay người thực hiện có cảm thấy rắc rối hay không thì nó lại là chuyện khác. Nhưng về cái nguyên lý của nó là để gián đoạn nó lại, sau đấy nó lại phải có một cái giai đoạn nữa để lại kích thích, để lại cương cứng lên, đúng không? Và trong cái khoảng thời gian đấy thì bạn gái cũng đi kịp với mình. Đấy, để hai người cùng gặp nhau ở một điểm. Đấy, thế thì đấy là một cách. Hoặc một cách khác thì thời gian em kéo dài cái giai đoạn mà kích thích bạn gái lên bằng lời lẽ, bằng vuốt ve, bằng các cái tác động để mà cho bạn gái được hưng phấn và cũng được thoải mái, cảm thấy mình được chiều chuộng, bởi vì tất cả nó là yếu tố tâm lý mà. Ngay từ những phút đầu mà hai bạn gần nhau ấy thì nó cũng sẽ làm cho hai người sẽ nhanh chóng gặp nhau ở một điểm, và lúc đấy thì cả hai người cùng thoải mái nhá. Còn qua đây thì cũng rất là khó để mà hướng dẫn một cái cách nào cụ thể với em nhá. Vâng, cảm ơn chị Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Nông. Dạ, em chào chị. Vâng, chào bạn. Dạ, chị ơi, em muốn hỏi về sức khỏe sinh sản chị. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Em sinh bé được 4 tháng thôi mà bây giờ vẫn chưa có kinh ấy chị. Vâng. Dạ, em muốn hỏi như vậy có sao không chị? Vâng, hiện nay thì bạn vẫn cho em bé bú sữa mẹ bình thường chứ gì? Dạ, em vẫn cho bé bú ạ. Vâng, nhưng mà sau 4 tháng sau khi sinh mà vẫn chưa có kinh trở lại thì hơi lo lắng à? Dạ, em vẫn lo chị ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời chị ạ. Dạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Thế tại sao lại lo lắng? Dạ, em cũng có nghe như vậy rồi nhưng mà lo. Vậy là em muốn hỏi chị là kiểu bây giờ em quan hệ vợ chồng không có hứng thú hả chị? Vậy có phải bị mắc bệnh lãnh cảm không chị? Cái thứ nhất, khi mà sinh em bé được 4 tháng rồi chưa có kinh, đúng không? Cái việc lo của em thì cũng là bắt đầu rồi đấy. Bởi vì thường là sau 4 tháng mà sinh thì là có thể là đã có kinh nguyệt rồi. Thế và nếu mà chưa có kinh nguyệt thì ở cái thời điểm này có thể là quan hệ tình dục rồi mà lại không có kinh là do có thai thì làm sao, vân vân, đúng không? Thời điểm nó rất là nhạy cảm đấy. Nếu mà chưa dùng một biện pháp tránh thai nào thì đôi khi mình cứ nghĩ rằng là không có kinh là vì cho em bé bú cho nên chưa có kinh. Thế rồi để đến lúc nếu mà là có thai thì nó mình nhãng quên đi thì thai nó to quá rồi là xử lý nó sẽ khó khăn. Cho nên là từ bây giờ trở đi là theo dõi cái việc kinh nguyệt cũng là vấn đề của lại đặt ra cho em một việc nữa đấy nhá. Thế còn cái thứ hai mà em băn khoăn là sau đẻ rồi mà quan hệ tình dục không thấy hứng thú ấy hả? Dạ. Thế và sợ là bị lãnh cảm à? Dạ. À thế à? Thế em nuôi em bé có nhàn rỗi không? Dạ, chỉ nhà nuôi bé thôi chứ không làm gì hết chị ạ. Ừ, tức là em chỉ ở nhà trông bé thôi. Dạ. Ừ, thế và mẹ có khỏe không? Dạ, khỏe. Con có khỏe không? Dạ, cũng khỏe chị ạ. Ừ, đêm em bé có ngủ được không? Dạ, ngủ ngon lắm chị ạ. À thế à, tức là mình không có bị mệt mỏi và mất thời gian với em bé nhiều lắm hả? Dạ. Ừ, thế và nhưng mà khi mà có quan hệ vợ chồng thì không thấy hứng thú nữa à? Dạ. Ừ, thế trước kia thì có thấy hứng thú không? Dạ, có chị ạ. À thế à. Sau khi đẻ xong ấy, thông thường là cái người phụ nữ thì do ở cái âm đạo của mình nó cũng vừa bị tổn thương khi mà đẻ em bé ra ấy. Em dạ. có bị khâu không? Dạ, có chị ạ. Ừ, thế thì ở đấy nó lại có một vết khâu nữa, đúng không? Dạ. Và một cái nữa là cái việc mà tiết nhờn ấy, nó dạ. có thể bị ảnh hưởng, tức là nó khô ấy. Thế và nó yeah. thường là nó không gây cho mình có cái cảm giác hứng thú và thậm chí nó lại còn hơi đau rát nữa. Thế yeah, là những à đúng rồi đúng không? Thế thì yeah. những cái điều đấy là nó có thể làm cản trở, bởi vì mình rát này, mình đau này, mình cho nên mình thấy nó khó chịu, đúng không nào? Yeah. Thì rõ ràng là không hứng thú rồi. À, vậy thì cũng nên nói với chồng. Thì có thể có cái giải pháp là anh ấy sẽ phải tăng cường thân thiện với em hơn, âu yếm hơn, tình cảm hơn, vuốt ve để mà cho em đủ cái hứng thú để quan hệ. Thế mà anh ấy đã kiên trì lắm rồi, mất thời gian lắm rồi mà mình vẫn cứ khô giáo như vậy ấy, thì nó có một cái giải pháp khác nữa là để bôi dạ. trơn ấy. Ừ, thì em ra quầy dược thì em hỏi thì họ có thể mua về để mình bôi thêm vào chỗ đấy khi mà quan hệ tình dục ấy, thì nó dạ. sẽ làm giảm cái cảm giác mà đau rát của em đi, thì nó sẽ không bị mất hứng thú nhá. Dạ. Dạ. Nhưng mà chú ý rằng đến thời điểm này thì em cần phải chọn một biện pháp tránh thai nào đó đi. Dạ. Ừ, hoặc là uống thuốc, và nếu uống thuốc thì phải chọn cái loại mà cho con bú. Và tốt nhất là anh ấy dùng bao cao su thì yeah. là đỡ sức khỏe cho em rất là nhiều. Và ở bao cao su thì nó lại có cả dầu nhiều nữa ấy, dầu bôi trơn yeah. nữa, thì nó cũng giải quyết cái gọi là khó chịu và gây rát cho em nữa. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Quảng Ninh. Ơi, chị em hỏi là em cách đây 2 ngày em ngủ đêm em mấy dương vật của em nó mới cương lên, cái sáng ra em ngủ dậy thì em lấy tay em ấn vào dương vật thì nó bị gãy dương vật. Thì cho em hỏi có ảnh hưởng gì đến mai sau về quan hệ tình dục không? Sau 2 ngày như thế thì tình trạng của bạn như thế nào? Dương vật nó vẫn to và vẫn bị tím. À thế à, và bạn rất là lo lắng về cái tình trạng của mình đúng không? Đúng ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên ạ, xin mời chị ạ. Chị chào em. Thấy dương vật nó cứng lên thì nó là bình thường chứ sao lại ghét nó thế để mà ấn nó cho nó gãy. Thế bây giờ còn đau không? Đau thì nó không đau chị ạ, nhưng nó chỉ có tím và to thôi, tím bầm. Tím bầm lên và nó có đỡ đi một tí nào không? Hôm nay thì nó có chuyển màu một tí không? Chuyển màu tức là nhạt hơn một tí. Hả? Nó có nhỏ đi không? Hơi nhỏ đi một tí. À, hơi nhỏ đi một tí. Thế đi tiểu thì thấy như thế nào? Đi tiểu bình thường. À, đi tiểu, nước tiểu vẫn ra bình thường. À. Thế thì khi mà em nói là dương vật nó bị tím này và nó bị gãy và nó tím, thế nào là gãy? Sáng nay ngủ dậy nó còn cương cứng lên không? Không, 2 hôm nay là không cương cứng. Vì nó đang phù nề, nó đang tím như thế. Thế thì bây giờ từ Quảng Ninh đi ra bệnh viện Quảng Ninh cũng gần, bệnh viện Uông Bí cũng gần đúng không? Tốt nhất là ra bệnh viện Uông Bí để kiểm tra lại. Là bởi vì cái hiện tượng tím như thế là khi em làm gãy nó là các cái mạch máu nó đã đứt ấy. Thế và nó như thế nào, nó căng và nó có bị phù nề, nó có bị ứ trệ ở đấy không, để nó làm cho cái tuần hoàn ở chỗ đấy nó là bị giảm đi, và như thế thì nó sẽ gây đến cái hậu quả sau này. Thế cái việc mà đánh giá nó như thế nào thì như em tả thì nghe có vẻ như là một cái khối u mà nó chảy máu thì bây giờ nó đã dần dần nó tan đi rồi, nó nhỏ đi rồi và nó không đau. Nếu như thế thì tiến triển nó là tốt. Nhưng nếu nó ở tay ở chân thì thôi mình cũng từ từ để mình theo dõi. Nhưng nó lại là ở dương vật, đúng không? Nó còn liên quan đến rất là nhiều cái chuyện sau này và cuộc sống và cũng như tương lai của mình sau này. Thì theo chị là cũng vẫn cứ nên đến bệnh viện để bác sĩ nhìn và đánh giá xem. Có trường hợp là người ta phải trích ra để cho máu nó thoát ra ngoài, để cho nó nhỏ đi, để nó không ảnh hưởng đến cái chức năng của dương vật sau này nữa nhá. Em đến bác sĩ rồi chị ạ. Thế bác sĩ bảo sao? Bác sĩ cho đưa thầy uống thuốc mà em vẫn thấy lo, để em hỏi cho chị. Thế thì như này, bác sĩ đã khám và không có những cái nó gọi là cái can thiệp mà mang tính chất cấp cứu, mà người ta cũng đã tiên lượng và cho uống thuốc rồi, thì em cứ theo đơn của bác sĩ em uống thuốc, sau đó thì em quay trở lại đi. Quay trở lại bác sĩ để khám lại. Không được hỏi bác sĩ là vấn đề về quan hệ tình dục mai sau thì có ảnh hưởng gì không? Họ khám và cái mục đích xử trí của họ là cũng để bảo vệ, cái chính là để bảo vệ cái chức năng của dương vật của em cho cái chuyện mai sau này. Và người ta tiên lượng thấy là có thể cái bầm tím vì đấy nó sẽ giảm dần, cho nên người ta không có cái can thiệp nào khác ấy nhá. Thế còn bây giờ khẳng định là nó có ảnh hưởng gì không thì chưa thể nói ngay được. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm tìm ra cái nguyên nhân và có cái biện pháp để giải quyết cái vấn đề của mình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hưng Yên. Alo. Em chào chị ạ. Vâng. Em muốn hỏi về sinh sản ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Vâng ạ. Tại vì lúc mới đầu em chưa biết là mình có thai ấy, từ tuần được 1-2 tuần đấy em có bị sốt virus đi ạ. Vâng. Vâng, thế là bác sĩ có đưa thuốc cho em uống, nhưng sau em biết mình có thai và tại vì em đi ra viện phê em khám xem ấy, thì họ bảo là em có thai được 6 tuần rồi. Em mới lo, tại vì em lo vì em mới thức em không biết là em bị ốm mà em uống thuốc. Em có gọi điện cho cái người mà đưa thuốc mà bán thuốc cho em ấy, thì anh ấy bảo là thuốc anh đưa cho em không có thuốc kháng sinh mà cũng không ảnh hưởng gì đến thai đâu, nhưng mà em vẫn lo, em muốn gọi điện đến chương trình để tư vấn cho em ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, chào chị ạ. Thế bây giờ lo là lo cái gì cơ? Dạ, em lo khi mà em sinh con ấy thì sinh con ra thì em sợ nó bị dị tật đi ạ. Thế và sợ dị tật là do, có thể là do thuốc này, hay là sợ dị tật do gì nữa không? Do em bị sốt virus thì em có xem qua đọc trên mạng thì nói là những cái hiện tượng nào thì con sẽ dễ bị dị tật đi ạ. Thế thì tất cả mọi điều là em cũng biết rồi đúng không? Vâng ạ. Đặc biệt là khi mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thì người ta rất là hạn chế dùng thuốc này. Hạn chế là mắc các cái bệnh, đặc biệt là các cái bệnh mà do virus gây nên, nó có thể gây dị tật ở trẻ sau này đúng không? Thì điều đấy mình biết rồi, nhưng mà cái khó là cái mà mình không biết là mình có thai. Thế thì bây giờ lo thì cũng lo, thế thì mình cũng phải tính thôi. Loại trừ là không phải thuốc rồi, vì bác sĩ, cái người mà bán thuốc cho em đã nói là cái thuốc đấy không ảnh hưởng gì đến cái thai cả, đúng không? Việc còn lại là cái virus thì không biết là mình nhiễm virus gì, và cái virus đấy thì cái mức độ ảnh hưởng đến thai nó như thế nào. Vì mình mang thai 6 tuần, tức là trong cái thời gian mà thai nó đang hình thành các cái tổ chức ở cơ thể ấy, cho nên ảnh hưởng của nó rất lớn. Thế lần này em có thai là lần đầu à? Dạ vâng, em mới kết hôn được mấy tháng là em có thai lần đầu. Bây giờ thì đã được 2 tháng một lần rồi ạ. Được 2 tháng 1 tuần rồi. Và sốt thì cũng sốt do virus là mới vừa rồi gì? Tức là em thì em không có bị sốt cao mà em chỉ thấy đau họng khó chịu, rồi không có bị nhức đầu đâu, chỉ có đau họng mà khó chịu thôi. Đến lúc em hỏi thì nó kêu là đan dịch sốt đấy, thì là đưa thuốc cho em được. Cho nên là thực ra nó là ở vấn đề nó rất là nhạy cảm đấy nhá. Nó có thể là một cái cảm sốt nó rất là nhẹ nhàng, nó thoáng qua thôi, và không phải là cái sốt nào, nhiễm virus nào nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện có thai, đúng không nào? Thế nhưng mà nhỡ mà nó lại ảnh hưởng đến thai thì nó sẽ thế nào và ảnh hưởng như thế nào? Tức là cái mức độ mà nó gây dị tật ấy, nó đến mức độ như thế nào? Thông thường tháng 4 thứ 5 thì mới phát hiện được ra là thai có ảnh hưởng gì không ấy, thì bằng siêu âm phát hiện dị tật ấy nhá. Vậy thì hãy lắng nghe và trao đổi rất là kỹ càng với cả chồng. Cái lần có thai lần này này nó trục trặc như vậy, rồi là dọa sẩy thai, rồi là đi siêu âm, rồi là như thế nào đấy, để mà có cái quyết định rất là đúng đắn, để mà tìm ra một cái phương pháp, một cái hướng giải quyết nào đấy nó tối ưu nhất cho cả mẹ và cho, nhất là cho em bé sau này có thể phát triển được khỏe mạnh nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Tuyên Quang. Dạ vâng, em đây ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy ạ. Dạ vâng, chào anh. Em có một câu hỏi như này ạ. Vâng. Như là em mới lấy chồng ạ, nhưng mà là cái sinh hoạt vợ chồng thì là em mới trải nghiệm là bắt đầu là từ tháng trước đến bây giờ ạ. Có nghĩa là khi mà anh chồng của em thì em cứ nghĩ là tất cả những người chồng mà khi quan hệ với vợ ấy, thì bao giờ cũng chỉ quan hệ một lần thôi, sau đó có thể nghỉ ngơi, hoặc là phải có một thời gian nhất định là đấy để cho người bạn của mình người ta nghỉ ngơi, hoặc là vợ của mình người ta nghỉ ngơi ạ. Đúng rồi. Nhưng mà chồng em thì lại không phải là tình trạng như thế ạ. Anh ấy xong một lần đầu tiên ấy anh, sau đó thì anh ấy quay vào anh rửa váy, em còn chưa kịp dậy, có nghĩa là chưa đủ sức để dậy để đi. Rồi chưa hoàn hồn. Được ạ. Vâng, thì anh chồng lại quay vào tiếp tục. Thì anh lại tiếp tục luôn, có nghĩa là em không đủ được cái sức khỏe cũng như là nhiệt huyết để quay lại cái lần hai ngay sau đó, nhưng mà em vẫn phải cố ạ. Rồi. Cố là bởi vì em cũng thật là em cũng người trả vờ để tạo một cái không khí cho nó thoải mái với chồng thôi. Rồi. Thực sự em không hề muốn một chút nào. Thì em muốn hỏi chuyên gia là chồng em trong tình trạng như vậy thì có phải là anh ấy dùng chất kích thích gì đó, hay là anh ấy hưng phấn, hay là do anh ấy bị làm sao mà anh có thể là như vậy ạ? Thế sau cái lần thứ hai thì anh ta lại quay vào rửa ráy, xong có lần thứ ba nữa không hả bạn? Lần thứ ba thì không ạ. Chỉ 2 lần thôi đúng không? Các bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em năm nay 33 tuổi và em thì 23 tuổi. À thế à? Nhưng mà chồng em đã lấy vợ một lần, nhưng mà bởi vì hôn nhân của họ không hạnh phúc, họ lấy nhau được 2 năm thì họ chia tay ạ. Còn rồi. Em thì chưa kết hôn lần nào. À thế à? Thế trước khi kết hôn thì các bạn có quan hệ tình dục thường xuyên không? Và có những cái hiện tượng đó xảy ra không? Không ạ, bọn em chưa từng quan hệ tình dục ạ. À rồi, trong 2 tháng này thì lần nào cũng thế, anh ta đều làm cú đúp như thế. Ví dụ hôm nào anh đi làm xa về thì anh lại như vậy, còn bình thường thì anh cũng quan hệ thưa hơn một tí. Còn cứ đi xa về một chút là bị như vậy. Xa là cách nhau mấy ngày đấy? Khoảng 1 tuần ạ. À thế à. Còn nếu mà ở nhà thì chắc là thường xuyên hơn thì là không có chuyện đó xảy ra đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, tôi rất hiểu những cái băn khoăn mà bạn đang chia sẻ. Còn lý giải cụ thể kỹ hơn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ giúp bạn nhé. Xin mời chị Phượng. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị. Qua cái câu chuyện em kể, thì cái hoàn cảnh gọi là về của anh ấy là anh ấy cũng cứ hay đi xa mình. Thế xong rồi đến lúc về thôi, nôm na mình hiểu với nhau là truy lĩnh ấy, đúng không? Thế là liên tiếp làm cho mình không kịp hồi sức nhỉ? Và những cái ngày sau thì ví dụ anh thường ở nhà mấy ngày liền? Chỉ ngày thứ 7 chủ nhật thôi ạ. À chỉ có thứ 7 chủ nhật thôi. Thì trong thứ 7 chủ nhật là như vậy đấy, đúng không? Bây giờ em đang lo lắng là không biết có phải anh ấy dùng chất kích thích hay là do anh hưng phấn hay là cái gì không. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng, để mà tìm hiểu nguyên nhân thì nó phải lâu dài. Anh bao nhiêu tuổi em? Anh 33, em 23. 33 tuổi đang sung lắm đấy. Mà mình 23 mà vẫn không đáp ứng kịp đúng không? có thể chị được hiểu là vào hai cái buổi đêm thứ bảy và chủ nhật ấy, thì anh cứ liên tục như vậy hai lần liền làm cho mình hơi mệt nhỉ. Nếu mà nói về sức lực ấy thì thực ra cái người nam giới ấy, mà người ta rất là yêu vợ này, xong lại mới lấy nhau được, chị hiểu là mới lấy nhau được 2 tháng đúng không? Tình cảm vẫn cứ còn rất là mặn nồng này. Thế và cứ xa vợ 5 ngày về nhà 2 ngày là về sức khỏe nó cứ như là tích góp năng lượng xong để dồn vào mình ấy. Còn về mặt hưng phấn nó cũng như là sau 5 ngày xa cách xong bây giờ lại quay trở lại, thì nó cũng có thể giải thích được cho cái quan hệ của anh ấy hiện tại đang xảy ra, đang diễn ra với em nhá. Tuy nhiên là em có một cái nghi ngờ là không biết có phải là dùng chất kích thích gì không. Thì cái đấy là cái mà em phải để ý và thu lượm thông tin bằng nhiều cái cách khác nhau. Ví dụ như là em thường thì với các chị cùng lớn hơn tuổi hơn em, hoặc là các anh chị của em thường nói là thường là anh chị quan hệ với nhau thì thường là có một thời gian nghỉ ngơi nhất định, ví dụ như 1 tiếng đồng hồ sau hoặc là nhanh lắm là 30 phút thì họ mới có thể là quay lại trở lại được ấy ạ. Vâng. Bình thường là như thế đúng không? Nhưng mà cái chuyện đấy thì nó cá nhân hóa từng người một, nó có khác nhau. Nó còn tùy thuộc vào sức khỏe của từng người một. Thế còn nếu như mà cái yếu tố mà gọi là nghi ngờ dùng cái gì đó ấy, khi mà dùng một cái chất kích thích nào đấy thì mình sẽ để ý được cảm xúc hay là cái hưng phấn của anh ấy. Ví dụ như là khi về thì anh ấy gặp mình thái độ nó như nào, hay là nó ỉu xìu xìu, nó mệt mỏi, xong rồi đến tối vào giường anh ấy bắt đầu rất là hăng, thì phải chăng là anh đã phải dùng cái chất gì đấy để hỗ trợ đúng không? Nhưng mà sau 2 lần đó thì nó lại ỉu xìu xìu và đến ngày hôm sau nó ỉu xìu xìu và lại chỉ có tiếp buổi tối như thế thôi, thì nó mới hưng phấn lên cao trào, hay nó mới có nhiều năng lượng để mà làm cái việc đó. Thì em phải quan sát nhá. Thế chứ còn thì quan hệ tình dục ấy nó cũng khác nhau ở nhiều người. Đa số mọi người là như vậy. Tuy nhiên cũng có những người có khác biệt nhá. Và cái sự khác biệt đấy thì do có nghi ngờ nọ kia thì em phải để ý. Và 2 tháng rồi thì chị nghĩ rằng là cái lúc mà vui vẻ em có thể kể lại cái cảm xúc của em. Ví dụ như là cứ phải chiều mình đấy thôi chứ còn mệt chết lên được. Hay là mình đặt một cái câu hỏi giả định thôi. Em thấy mọi người kể đàn ông thường thế này thế này. Hay là mình dùng cái gì sao mà mình hăng đấy. Tức là mình chỉ giả định thôi chứ không phải là mình ám chỉ anh ấy đúng không? Tất nhiên là lại phải nói như thế nào và nói vào cái thời gian nào để cho anh ấy hiểu, và cái trên hết là để cho nó hòa hợp tình dục giữa hai người thì nó sẽ duy trì được cái hạnh phúc nó lâu bền hơn. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng. Chắc chắn là anh ta có sức khỏe thật tốt, thật phi thường đấy, và nhiều người đàn ông còn ao ước điều đó cơ nhá. Dạ vâng. Nhiều khi phải tự hào điều đó nhá. Xin chào bạn. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Hồ Chí Minh đâu ạ? Vâng. Chào Thành Giang. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi là như thế này. Vâng. Năm 1991 á. Vâng. Thì lúc đó là em 13 tuổi. Vâng. Em có một người chị kết nghĩa. Thì lúc ấy là chị cũng đã 20. Vâng. Thì hàng năm á, thì mỗi năm thì đến lúc mà em phải tới nhà một người thầy để em học hè. Rồi. Thì có một người bạn giới thiệu chị tới để mà chị muốn tìm hiểu cách sống của những người khuyết tật, khiếm thị đồ đó anh. Rồi. Thì tình cờ em gặp chị, trong khi những bạn khác á, thì họ sáng đi chiều về, còn riêng em á, thì em phải ở lại đó tới chiều thứ Bảy hết ngày Chủ Nhật. Rồi. Thì ngày qua ngày đầu tuần tức là thứ Hai em mới trở lại để học tiếp. Rồi. Thì trong cái thời gian đó thì nói sao bây giờ thì chị có rất là chiếu cố tới em. Tại vì em là coi như là một đứa lạc lõng trong cái thời gian xa mẹ. Chứ thật ra thì ba mẹ em không có bỏ bê gì em hết, nhưng mà muốn để cho em tập trung vào việc học á. Nên là nếu mà sáng đi chiều về như vậy thì nó hết sức là nó bị phân tâm. Rồi. Bởi vì một đứa trẻ 13 tuổi mà anh biết mà sáng đi chiều về như vậy thì nó nôn lắm. Sáng đi chỉ có nước là muốn về thôi. Thì chị rất là thương em, thì chị chăm sóc cho em coi như là từng bữa ăn, cũng như là giấc ngủ, cũng như lúc em ốm đau thì chị thuốc. Lúc ý là chị bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc đó là chị đã 20 rồi. À, còn bạn 13 đúng không? Hơn nhau 7 tuổi. Rồi. Yeah. Thì có thể nói là thì coi như là ở gần nhau thì nó cũng nảy sinh cái tình cảm chị em. Rồi. Em nói chắc với anh là chị em. Rồi. Cho nên là chị rất là thương em, chị nói là chị có ngỏ ý là chị nói là chị không có em trai. Nên là chị muốn nhận em là một đứa em ngoan, thì em mới nhận lời, em mới nói là hãy em mà có một người chị như chị là em vui lắm. Nhưng mà có một cái thời gian thì cũng như không hay, thì em không biết có một ai đó thì nói là chị là người ăn cắp vặt á anh. Thì cho nên là tới lúc đó thì em không biết làm sao mà để bảo vệ cho chị, tại vì em hiểu tính tình của chị thì em hiểu hết á. Thì lúc đó là em khóc rất nhiều và chị có dỗ em, chị nói là chị không sao đâu. Rồi. Tại vì nhưng mà em hiểu là coi như chị đã bị tổn thương rồi. Rồi. Cho tới bây giờ thì em gặp lại chị thì em vẫn còn áy náy, nhưng mà chị nói là chị không có trách giết gì em hết, tại vì lúc đó em còn quá nhỏ. Rồi. Lúc đó em còn quá nhỏ cho nên chị không trách gì hết, nhưng mà mỗi lần mà em gần chị thì em vừa thương chị mà em cũng cảm thấy em áy náy nữa. Áy náy về cái chuyện ý. Thì áy náy về cái chuyện em nói là không làm sao để bảo vệ được cho chị đó. Rồi. Nhớ là cái thời gian đó. Cái thời mà chị bị nghi ngờ là ăn cắp đúng không? Dạ, đúng, mà thực sự là chị ta không như thế. Thế và một cậu bé 13 tuổi mà không bảo vệ được cái người chị mà mình kết nghĩa như thế. Rồi, thế bây giờ thì bạn mong muốn điều gì? Dạ, anh cũng như là các anh chị có thể giúp cho em để em giải tỏa được cái tâm lý của em bây giờ hiện tại bây giờ, tại vì bây giờ gặp chị thì em vẫn còn sợ. Em vẫn còn dạ. Tức là cái câu chuyện cách đây tận 28 năm rồi, từ năm 91 đúng không? Vâng. Và bây giờ thì là một người đàn ông trưởng thành rồi. Em đã 42, chị đã 49 rồi. Rồi. Và quãng thời gian mấy chục năm như thế có vẫn thường xuyên gặp nhau à? À không, cũng làm nó bị đứt đoạn một cái thời gian ngắn, mãi cho tới 2008 hai chị em tụi em mới gặp lại. Rồi, tức là chục năm nay thì mới quay lại gặp tìm thấy nhau đúng không? Và chắc là mối quan hệ chị em thì vẫn bình thường như xưa đúng không? Vẫn quý mến nhau như thế đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bạn vẫn cứ áy náy từ cái chuyện ngày xưa sửa thế đúng không? Dạ vâng. Về việc là một chàng trai mới lớn 13 tuổi mà không bảo vệ được cho người chị của mình trước cái thông tin thất thiệt. Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn để bạn giải tỏa tất cả những cái băn khoăn khúc mắc của mình lúc này nhá. Dạ. Chị chào em. Dạ em chào chị. Như thế là mình đứt đoạn và đến năm 2008 mình mới gặp. Thế chị cũng muốn hỏi một chút là em có biết là cái cuộc sống của chị hiện nay nó như thế nào không? Dạ thưa chị, sống hiện tại bây giờ thì nó nói chung em thấy thì chị vẫn khỏe. Dạ cũng như là cuộc sống của chị lúc này cũng khá lắm chị. Khỏe này và cuộc sống khá này. Em thấy chị có cái điều gì mà nó buồn, nó khổ và em liên hệ với cái chuyện mà trước kia em cảm thấy mình không bảo vệ được chị không? Em thấy chị không có cái gì gọi là buồn khổ cả. Em biết, tại vì tính của chị thì em biết chị không bao giờ chị làm cái chuyện đó, tại vì nhà chị thì cũng không có đến nỗi gọi là đến nỗi là phải làm như vậy. Rồi ở đây thì mình sẽ lại phải cùng với nhau tìm hiểu thật là kỹ cái cảm xúc của em liên quan đến cái suy nghĩ của em. Tức là nếu như mà cái suy nghĩ của em là chị hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Và chị là bị người ta nói kiểu gọi như là đặt điều vậy thôi. Thế nhưng mà mình là một cậu bé rất là ít tuổi, mình cũng không có khả năng rồi, đồng thời mình cũng không biết là ai nói nữa, ai là người nói ra cái thông tin ấy đầu tiên nữa, cho nên là mình không bảo vệ được. Em nghĩ là nhiều khi thấy em với chị nhiều khi thân quá, nhiều có thể là cái điều đó là để muốn chia rẽ, vì cái kiểu giống như muốn tách chị em chúng em đó chị. Thế nhưng mà chị em không hề bị chia rẽ đúng không nào? Dạ đúng, thì có thời gian nó bị đứt đoạn nãy em nói đó chị. Ban nãy chị có hỏi là có một hậu quả gì đi kèm với cái việc mà tin đồn thất thiệt hay không? Thì theo như em nói là có một sự đứt đoạn. Thì em có thể nói cụ thể hơn cái sự đứt đoạn là như thế nào không? Bởi vì thì lúc đó là coi như là ông thầy đó thì không có cho chị ở nữa, thì coi như là chị đi, chị có nói là chị trước khi đi á thì chị có gặp riêng em, thì chị có nói là chị sẽ tới thăm em một ngày gần nhất. Rồi. Đó là rồi mãi đến lúc mà em nhập học á, thì chị có vô thăm em thời gian, rồi cái bắt đầu chị lấy chồng năm 95. Rồi. Thì cho tới năm 2008 thì hai chị em mới gặp lại. Thế có nghĩa là ở đây thực sự em rất tiếc cái việc mà chị đã không được ở đấy nữa, và làm cho cái tình cảm của hai chị em nó bị đứt đoạn đi. Có đúng không nào? Vâng. Và cái đấy em nghĩ là nếu như mình có đủ sức để mà mình bảo vệ chị thì chuyện đó đã không xảy ra. Đó. Đúng. Tuy nhiên thì cái việc đấy nó cũng đã xảy ra rồi em ạ. Và trong cái suy nghĩ của em cho đến tận bây giờ, em vẫn rất tin tưởng vào người chị này. Đấy là điều quan trọng nhất. Em vẫn tin tưởng. Và một điều nữa cũng rất là tốt đẹp, đó là sau những cái năm xa cách thì chị ấy cũng lại tìm gặp lại với em, và chị ấy có một cuộc sống tốt đẹp. Thực sự ra ban đầu chị rất là lo là vì cái tin đồn thất thiệt ấy mà chị đó có thể bị ảnh hưởng tới cuộc sống. Nhưng mà theo như em nói thì đến năm 95 chị đấy cũng đã lập gia đình này, và hiện nay chị khỏe mạnh này, và cuộc sống của chị hạnh phúc. Đấy là những cái điểm mà nó rất là tích cực. Và chị đấy cũng lại vẫn nhớ đến cái đứa em mà rất là thân thương của mình. Mặc dù gặp nhau không lâu ở một cái cơ sở học tập, và chị đấy vẫn tới thăm. Đó là những cái yếu tố tích cực. Khi mình nhìn vào những cái yếu tố tích cực ấy, thì mình sẽ cảm thấy mọi điều nó nhẹ nhõm hơn lên. Vì bây giờ mình không thể quay ngược trở lại của những cái năm 92, 93 để mình ước rằng lúc ý mình làm được điều A hay điều B nữa, mà điều đấy nó đã xảy ra 20, 27 năm nay rồi. Vì vậy cho nên đến bây giờ mình lại nhìn vào những cái điều sau đó mà nó rất là tích cực, thì mình sẽ chấp nhận những cái điều mà cứ coi như lúc bấy giờ mình không đủ sức đi. Nhưng mà nó là thực tế mà, thì mình không làm gì được em ạ. Chị muốn trao đổi với em như thế để cái này nó không phải chỉ riêng cho một sự việc này, mà nó sẽ có thể cho nhiều sự việc khác nữa. Khi mà mình nghĩ về quá khứ thì có thể có những điều mình đã làm được, và có thể có những điều mình không làm được. Nhưng nếu mà mình đắm chìm quá vào trong quá khứ thì mình sẽ rất là mệt mỏi, và có thể nó làm cho cái hiện tại, cái suy nghĩ của mình nó lại không được rạch ròi, nó không được sáng suốt, và nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ hiện tại. Em hình dung không? Thế cuộc sống của em hiện tại như thế nào? Cuộc sống hiện tại của em thì bây giờ nó vẫn tốt chị. Nó vẫn tốt. Mỗi khi mà em điện thoại tới, em điện tới thăm chị hoặc là gì đó thì trên máy điện thoại của chị hay để là cậu bé 13. Ồ, vậy à? Đấy, thế thì có thể nói rằng là những cái tình cảm xưa của hai chị em nó vẫn rất là thắm thiết mà. Em hình dung không? Thế nhưng mà hơi tiếc một chút là nó có một cái quãng thời gian ngắt quãng. Nhưng mà cuộc sống nó không phải như mình mong muốn, không phải mình muốn tất tật mọi thứ thì mình đều đạt được hết em ạ. Thế và em có thể chấp nhận trong trường hợp này là tuy mình có một quãng thời gian xa cách, nhưng mà mọi thứ nó vẫn có thể gọi là tốt đẹp. Và bây giờ cả em và cả chị đấy đều có một cái cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Thì đấy chính là cái điều mà mình có thể bằng lòng được em ạ. Rồi, bạn đã lòng hơn rồi chứ. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Alo, Sóc Trăng đâu ạ? Dạ nghe. Vâng. Tôi năm nay thì cũng 50 tuổi rồi. Vâng, chào anh ạ. Tôi trước đây thì tôi bị hẹp bao quy đầu á. Dạ vâng. Rồi nó cũng đã bị viêm nhiễm rồi, đến bệnh viện Đa Khoa ở Cần Thơ thì đã cắt đi rồi. Rồi ạ. Đã cắt là gọi là cắt bán phần á. Dạ vâng. Nhưng là còn ngắn lắm. Dạ vâng. Bây giờ thời gian năm nay thì cũng khoảng cắt cũng khoảng 10 trên 10 năm rồi. Dạ vâng. Mà giờ tính hỏi bác sĩ thì tôi muốn tái tạo lại có được hay không? Tái tạo cái gì hả anh? Tái tạo dương vật lại, coi như là mình làm lại cái dương vật á, có được hay không? Cái hồi trước là anh là cắt bao quy đầu, tức là cắt cái vỏ bao thôi chứ đâu có cắt dương vật đâu anh. Không, nó bị là coi như là bị bao quy đầu nó lâu quá đi, nó viêm. Nó viêm. Thế đâm ra là họ cắt cả cái dương vật của anh bớt đi. Dạ đúng rồi, cắt bớt luôn dương vật luôn. Tức là lúc ý thì là đã có vợ con gì chưa? Có vợ cũng được 2 đứa con rồi. Thì mới đi cắt đúng không? Dạ. Rồi thế thì từ cái lúc mà cắt đến giờ thì có quan hệ được vợ chồng không? Quan hệ thì nói chung cái cương cứng thì nó cũng có cương cứng vậy, nhưng mà nó nó cương cứng lên thì nó khoảng chừng 2 phân. À thế à? À. Vâng. Và có xuất tinh được không anh? Xuất tinh bình thường. À. À. Thì qua cái chỗ thấy vợ mà cũng thương mình, cũng sống với mình tới bây giờ, cũng không có đòi hỏi gì bên ngoài đấy. Vợ của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay thì 48 rồi. Bây giờ thì làm thế nào để có nối lại như xưa được không, và nối được hay không thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ dạ. Rồi chào bạn. Dạ, thế dạ, thì, chào bác sĩ. Rồi thế là chục năm nay rồi đúng không? Dạ. Thì mình bị cắt, gọi là bán phần cái dương vật chục năm nay. Dạ. Rồi. Và dạ. Cho đến bây giờ chắc là cuộc sống nó đi vào ổn định. Và lại ngẫm lại thì thấy thương người vợ của mình quá, vì trong chục năm nay có lẽ là không được thoải mái lắm trong cái quan hệ, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Thế thì đấy là anh nghĩ, thế còn cảm xúc của người vợ thì thế nào? Theo tôi nhìn thấy thì vâng. Có lẽ cũng không có được vui như cái lúc đầu. Vâng. Vâng. Sống thì cũng vẫn sống vậy, nhưng mà cuộc sống mình như thấy nó cũng không có được viên mãn lắm, thấy nó cũng hơi buồn tẻ lắm. À, cuộc sống nó hơi buồn tẻ. Vâng, đấy là theo anh thấy đúng không ạ? Cuộc sống ở đây thì nó bao gồm nhiều vấn đề lắm. Chứ không phải là chỉ có cái chuyện chăn gối của vợ chồng nó quyết định nên cuộc sống, nó làm một phần. Thế nhưng mà muốn hỏi là anh nói cuộc sống là cái quan hệ mà chăn gối của vợ chồng nó buồn tẻ, hay là cuộc sống chung ạ? Dạ, cuộc sống quan hệ ở chỗ quan hệ thế. Ở chỗ quan hệ như là... Rồi, câu hỏi của anh thì là có thể nối được không? Đúng không ạ? Dạ, dạ. Vâng. Tức là nếu mà nối thì phải có một bộ phận cho, tức là phải có một bộ phận ghép vào để cho nó có bao quy đầu, cho nó có lớp da, cho nó đảm bảo được cái thần kinh rồi mạch máu nuôi dưỡng. Tuy nhiên nó là như thế này ạ. Thực ra thì bây giờ bạn đã 50 tuổi rồi và vợ cũng lại là 48 tuổi. Thì đôi khi mình cuộc sống chung ấy nó có thể ổn định, và bây giờ mình quan tâm nhiều hơn, nó có thời gian mà, cho nên quan tâm nhiều hơn đến cái cuộc sống chăn gối với vợ, và nghĩ lại cho vợ thì thấy vợ thiệt thòi. Tuy nhiên vợ bây giờ anh đều là nghĩ cả, anh cứ trao đổi thẳng với vợ xem ạ. Là cái suy nghĩ của anh ấy, tội em này, 10 năm qua em thế này này đúng không, em hy sinh này vì anh, em không có cuộc sống viên mãn trong cái quan hệ tình dục, bây giờ rất là muốn để mà cải thiện cái quan hệ đấy thì như thế nào, thì anh cứ nghe ý kiến của vợ xem. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ở cái người phụ nữ 48 tuổi thì cái nhu cầu về quan hệ tình dục ấy nó cũng không còn nhiều nữa đâu. Yeah. Vâng, nhất là lại ở trong cái hoàn cảnh của chị là 10 năm nó cũng không được hưng phấn như những người khác ấy. Người ta đến tuổi 48 người ta đã suy giảm rồi, tức là đã tiền mãn kinh rồi đấy. Thì yeah. Với chị có thể nó còn tiến triển nhanh hơn cơ. Thế và anh thử hỏi xem là cái việc hay là bây giờ anh cứ chia sẻ là bây giờ hay là đi tìm xem để nối dài nó ra thì em thấy như thế nào, đúng không? Cái việc có nối được ấy thì tôi nghĩ rằng là chưa chắc nó đã là cải thiện được cái gì đâu, và nó lại tốn kém rất nhiều. Tôi cũng có tâm sự thì có nói qua với bà xã thì bà cũng đồng ý, tại vì nghe nói là có cái cách là bơm mỡ từ thân gì đó nó cũng có thể là dài ra thêm được một phần nào đó. Thế này nhá, nếu vậy thì anh đến một cái phòng khám nam học. Thế thì anh biết đấy là ở phòng khám nam học người ta có thể có những cái biện pháp điều trị, và khi đó thì có lẽ là cả hai vợ chồng đi và mình cũng sẽ thỏa mãn, là bởi vì mình cũng đã muốn cố gắng hết mức nhưng mà nó chỉ được giới hạn đến thế thôi nhá. Yeah. Rồi anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Xin chào anh nhé. Chúc anh có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Alo, Lâm Đồng đâu ạ? Vâng, em chào, xin chào anh. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ vâng, em xin trình bày với anh là em tên là Hải, năm nay em 35 tuổi, em đến từ Đà Lạt. Vâng. Vợ em 32 tuổi, vợ chồng chúng em cưới nhau được 10 năm. Vâng. Ở trong vòng thời gian 10 năm đó thì chúng em được 2 cháu bé rồi. Vâng. Thế nhưng có một cái điều trăn trở nhất mà 10 năm nay em chưa hề biết tâm sự với ai. Vâng. Rất là trăn trở, không hiểu vì sao mà mỗi một lần vợ chồng chúng em ân ái với nhau á, vâng, thì chỉ được khoảng 1 phút thôi, tính từ lúc bắt đầu em cho vào thì nhà em cứ đẩy em ra, rất khoát là không chịu. Vâng. Thế em có cố tình đi chăng nữa là vợ em bắt đầu là giận dỗi, nói rằng thì là lần sau không cho nữa. Vâng. Em buồn lắm là buồn, không biết làm sao. Thế nhưng vợ chồng chúng em thì rất là thường xuyên hay nghe cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu này, dạ, vâng, anh ạ. Dạ vâng. Ừ, thì có những lần là chúng em nghe anh dẫn chương trình, chúng em thích lắm, mà hơn như là ngày nào chúng em cũng phải nghe, không nghe là không chịu được. Vâng. Rồi em rất là hạnh phúc, có một bà chị gái, tức là bà chị vợ của em lại làm bên khoa sản. Rồi có một lần em cũng tâm sự với nhà em như vậy, rồi em cũng rủ nhà em đi khám, thì bà chị gái em cho kết quả rằng vợ của em tốt lắm, về vấn đề tiết tối nữ tốt lắm, không có làm sao cả. Vâng. Mà sao kỳ vậy mà em cứ băn khoăn mãi từ nhiều năm nay. Có những lần em cũng tâm sự với bạn đồng nghiệp của em rằng vợ của bạn có thế không? Thì các bạn em đều nói rằng không có thế, vợ cậu như vậy là kỳ lạ rồi, chắc có vấn đề rồi. Thì hôm nay em rất nhiều lần em gặp chương trình rồi mà em không có được đến lần em buồn quá. Cái tình cờ làm sao hôm nay em được, em xin hỏi chương trình giúp em về cái vấn đề đó. Rồi thế hôm nay kết nối rồi thì vui chưa? Vui lắm anh ạ. Thế à? Rất vui. Đấy, em vẫn cứ thường xuyên nghe, em thích nghe lắm, em cứ tải xuống để em nghe mà. Rồi nếu mà muốn nghe nhiều lần thì bạn có thể truy cập vào trang web với địa chỉ www.cursổ-tình-yêu.vn của chúng tôi. Lấy nhau 10 năm, thế là còn mấy bé rồi. Cảm ơn anh, em được 2 cháu. Có 1 phút bà ấy đẩy ra, thế mà vẫn ra được 2 đứa cơ à? Đấy, cái lần đầu ấy, từ cái năm xưa là em nó còn mạnh mẽ một chút, nhưng bây giờ em không, thật lòng em xin lỗi anh, nói hơi tỉnh một chút, em chưa phóng kinh mà em cứ bắt em thôi rồi, buồn lắm anh ạ. Nhưng mà không phóng thì làm sao mà được 2 đứa? Không, lần trước còn em nói những cái năm gần đây là không được. Tức là khoảng thời gian gần đây thì cứ 1 phút là bà đã cho Ale hấp rồi đúng không? Thế là khoảng bao nhiêu năm rồi? Cách đây khoảng cỡ 5-6 năm rồi anh ạ. Rồi. Không biết tại sao nhỉ? Xin được tâm sự với anh một chút như thế này. Đã có một lần em cũng có một cái tình cảm riêng ấy. Tình cảm riêng tức là cái người này cũng là bạn của em, bạn học cùng với em, nhưng mà ở xa lắm. Thế hôm ấy tình cờ vợ em có công việc phải đi về bà ngoại, thăm bà ngoại. Thế rồi em cũng mon men ra gớm được cái người bạn ở, người ta cũng có chồng rồi. Thế rồi em cũng quan hệ thử với người ta thì em thấy hơn nhà em nhiều lắm anh ạ. Thế à? Thế là quan hệ thử chứ sau lần thử còn duy trì không? Thôi, có một lần thôi, vụng trộm một lần thôi anh. Có đúng một lần thôi à? À vâng. Thế à, rồi, cũng may nhỉ. Dạ. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Chị chào em. Em chào chị. Cứ 1 phút mà vợ đã đẩy ra rồi. Thế bây giờ chị muốn hỏi là cái điều đó nó diễn ra 5 năm, 6 năm rồi. Nhưng mà cái việc mà em quan hệ với cái người bạn cũ đấy thì nó trước hay là sau cái chuyện này? Dạ thưa với chị là đó là trong cái thời gian đấy là em cứ thấy vợ em như vậy, rồi em cũng cứ tâm sự với những cái bạn đồng nghiệp cùng trường với em ấy. Thì tất cả các bạn của em đều nói rằng vợ của các bạn em không có như vậy, và cứ thoải mái thì thôi. Rồi, em rồi em cứ buồn thôi, và em cứ động viên nhà em thôi. Rồi em cũng cứ nghe chương trình nhiều ấy. Nghe thì chị thấy là em rất là yêu mến chương trình, và điều đấy làm cho các chị, các anh rất là cảm động. Xin cảm ơn em. Dạ. Nhưng bây giờ mới quay lại cái trường hợp của em. Thì em có nói là mình cũng đã có những cái mà người ta gọi là về mặt kỹ thuật đấy. Ví dụ như là màn dạo đầu hay thế này, để cho có thể tạo cái hưng phấn ở người vợ. Điều đấy thì rất là tốt, bởi vì nó để cho cái người vợ có thể sẵn sàng cho cái quan hệ tình dục, và làm cho nó thuận lợi, nó đạt được một cái chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên thì tất cả mọi cái nó cũng lại không chỉ phải là vấn đề kỹ thuật, hoặc nó cũng không phải chỉ là cái thời điểm rất cụ thể ấy, mà nó lại là cả những cái vấn đề mà nó thuộc về cả về thể chất cũng như về tinh thần của người vợ ở trong cả một cái cuộc sống. Ví dụ như là người vợ có một vấn đề gì đó, lo lắng về sức khỏe em ạ. Đó. Đôi khi thì nó là những cái vấn đề lo lắng về sức khỏe chung này, rồi lo lắng về vấn đề sức khỏe sinh sản, những vấn đề dụ như viêm nhiễm chẳng hạn. Thế hoặc là có những cái trường hợp mà ví dụ người ta lo lắng về chuyện có thai hay là không. Tất cả những cái điều đấy nó cũng có thể làm cản trở cái việc quan hệ tình dục của các em. Thì em nói là em cũng động viên vợ rất là nhiều. Thế nhưng chị không biết là em có hỏi, có tìm hiểu để biết được xem là vào lúc đó khi mà vợ đấy, lúc đầu là vợ cũng đồng ý mà, nhưng mà khoảng một phút thì vợ lại cảm thấy muốn chấm dứt, thì mình sẽ phải lắng nghe xem là lúc bấy giờ cái suy nghĩ của vợ là như nào, cái cảm xúc của vợ là nó ra làm sao, vợ có cái lo lắng gì không. Còn nếu mà mình động viên không ấy thì chị sợ rằng là mình chưa lắng nghe hết được về phía người vợ em ạ. Dạ. Thế em đã lắng nghe vợ chưa? Dạ em có chị ạ. Thế vợ em nói thế nào? Dạ em có nghe nhà em nói là ban ngày mình phải lên trường này, rồi đến lớp này, tối phải dậy thêm này, nó mệt, mình chỉ ít như vậy thôi để cho đảm bảo sức khỏe. Vợ em chỉ có nói vậy thôi. Rồi. Như thế tức là nên tìm hiểu thêm xem thật sự là vợ có mệt mỏi không, và cũng lại phải xem là cái tần suất quan hệ của mình là như thế nào. Bởi vì đôi khi mà mình không để ý lắm nhé, mình quan hệ nhiều, ví dụ như với một cái sức khỏe của những cái người mà 35, 32 này mà người ta rất là khỏe bình thường và cái công việc nó cũng không quá bận rộn, thì người ta cũng có thể là một tuần đôi lần người ta cũng không cảm thấy làm sao. Thế nhưng cũng có những người mà cái sức khỏe của người phụ nữ nó hơi kém một chút, thì có thể như thế người ta sẽ lại cảm thấy rất là mệt. Và thông thường ý, thì cái chất lượng của cái quan hệ này nó sẽ phụ thuộc vào cái sức khỏe của cả hai vợ chồng về trạng thái tâm lý. Nếu như mà người vợ cứ cảm thấy là hình như thế này là nhiều quá, còn bao nhiêu việc nữa tôi còn phải làm, khi lên giường mà anh không để hết được các cái công việc ra bên ngoài ấy, thì tâm tư nó bị phân tán lắm. Mà đã phân tán như thế thì anh cũng không thể toàn tâm toàn ý được, anh không thả lỏng được, và có thể lúc bấy giờ người vợ sẽ gặp một cái đau đớn hoặc là khó chịu về mặt thể chất nữa em ạ. Em hình dung không? Có những cái trường hợp như vậy đôi khi nó cũng làm cho cái việc mà gọi là cái tiết dịch ấy, nó có thể là bị giảm luôn chứ không phải là không, và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng. Vì thế thì chị nghĩ là trong trường hợp này để mà hòa hợp được ấy, thì cái việc lắng nghe nhau, trao đổi này để làm sao mà mình gọi là như nào nhỉ, cân đối lại, thì nó có thể sẽ đem đến một cái chất lượng nó tốt hơn. Thế còn vợ em thì cũng đã đi khám ở bên khoa sản và nói rằng là về mặt nội tiết thì không có gì, có thể loại trừ về mặt đó. Nhưng mà về mặt tâm lý thì chị nghĩ là có thể chính vợ em, nếu có em động viên vợ em đi, hỏi lên chương trình hoặc là tìm gặp đến một cái trung tâm tư vấn trực tiếp nào đó. Vì đôi khi có những điều mà vợ em cũng chưa chắc đã nói với em, nhưng mà khi vợ em mà đi tư vấn, vợ em có thể thoải mái để nói về những cái điều mà vợ em suy nghĩ vào lúc đó hay cảm xúc vào lúc đó, thì cái việc mà quan hệ của các em nó sẽ được cải thiện hơn nhé. Chị hy vọng là như vậy. Chúc quan hệ của các em nó sẽ được tốt, và nó cũng là một yếu tố để làm cho hạnh phúc của các em được tốt hơn. Bạn đã nghe rõ chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, Bắc Ninh đâu rồi? Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Em câu hỏi của em là em lấy vợ được năm nay là được 4 năm rồi ạ. Vâng. Thì vẫn chưa có con. Thì em đã đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Phụ Sản Trung ương này, rồi. Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội này, rồi. Và Bệnh viện Bưu điện Hà Nội này. Rồi. Thì kết quả xét nghiệm bác sĩ nói là vợ em bị bệnh giang mai ạ. Rồi. Mà kết quả của em thì lại không. Thì cho em hỏi là cái bệnh giang mai này thì có chữa được không ạ? Rồi. Và có khả năng sinh con không? Thế là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi ạ. Có quan hệ tình dục không? Có quan hệ tình dục bình thường ạ. Có sử dụng bao cao su không? Không ạ. Thế mà bạn lại không bị lây giang mai từ vợ? Thế thì em mới hỏi chương trình ạ. Kỳ lạ nhỉ? Vâng ạ. Và bác sĩ kết luận là do vợ của bạn bị giang mai đâm ra là khả năng có con là vâng ạ. Hiện tại là chưa có đúng không? Kết quả xét nghiệm ở bệnh viện có bệnh là dương tính với giang mai ạ. Kết quả dương tính với giang mai đúng không? Vâng ạ. Thế còn các cái bộ phận chức năng khác của các con sinh dục thì có bình thường không? Bình thường ạ. Và tinh dịch đồ của em bình thường tốt ạ. Rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, em... chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Có một cái thì chị thấy nó hơi lạ lạ. Giang mai là một cái bệnh mà lây qua đường tình dục mà. Em thì đi làm, cũng có khi là 2 tháng em mới về. Đấy. Cũng có khi là 1 tháng em mới về, nhưng thường thì trung bình khoảng 1 tháng em về một lần. Rồi. Thế thì bây giờ quay trở lại câu hỏi của bạn là lấy nhau 4 năm rồi mà không có con, cả hai cùng đi khám. Thì phát hiện ra rằng vợ bị giang mai, đúng không? Và kinh nguyệt không đều nữa. Kinh nguyệt không đều. Thế thì riêng cái lý do kinh nguyệt đầu tiên là liệu giang mai có điều trị được không? Câu hỏi của em thế thì là khẳng định bệnh giang mai là điều trị khỏi được hoàn toàn nhé. Em cảm ơn. Bởi vì đấy nó là vi khuẩn chứ không phải là virus. Thì cái nhóm mà do vi khuẩn là người ta có kháng sinh đặc hiệu với cả điều trị cho giang mai, cho nên nó khỏi. Còn để lại di chứng hay không ấy thì nó lại còn phụ thuộc vào cái thời gian mà vợ bị giang mai nó kéo dài không nhé. Em đi khám ở đấy, thực ra thì bệnh viện nó đông ấy, nên là gặp bác sĩ khó lắm, bác sĩ không có giải thích được rõ ràng hay là ra làm sao, mà chỉ biết là cho thuốc uống và tiêm ạ. Cho thuốc uống và tiêm. Thế sau khi uống và tiêm có đi kiểm tra lại không? Đi khám lại ạ, có đi khám lại một lần nữa thì kết quả vẫn y như vậy ạ, 1/160 ở bệnh viện Gia Liễu Hà Nội ạ. Tức là nó không khỏi, đúng không ạ? Thế và bệnh viện Gia Liễu Hà Nội thì có cho điều trị tiếp không ạ? Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội bảo là bây giờ muốn có con thì lại trở về bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vâng. Để người ta, tức là nhưng mà người ta không có cho điều trị bệnh giang mai nữa. Không có điều trị nữa thì em có quay lại hỏi lại bác sĩ thì bác sĩ bảo là không việc gì nữa. Thế thôi ạ. Thế thì em quay lại Phụ sản Trung ương và bây giờ cái mong mỏi của em là gì ạ? Mong mỏi của em thì bây giờ là muốn có con. Mong mỏi bây giờ là muốn có con. Thì cái việc mà bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện có con của các em một phần. Một phần nữa là cái thời gian hai vợ chồng ở bên nhau nó cũng lại không đều, là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là kinh nguyệt của vợ lại cũng không đều. Cho nên là nó có khó khăn như vậy nhá. Thế thì em cảm ơn. Nhưng mà bây giờ nó lại có một việc như này, em muốn gặp chuyên gia tâm lý để em hỏi. Tại vì khi mới xảy ra việc như này thì vợ em chán, vợ em bảo là thôi không có con được đâu. Vợ muốn giải quyết cho chồng để chồng đi lấy vợ khác. Vợ em cứ đòi ly hôn mà em không có gọi được cho vợ nữa. Vợ tắt máy chặn hết của em rồi. Thế là bây giờ hai vợ chồng không ở với nhau nữa à? Bây giờ thì lại vợ em nó như vậy thì vợ em bỏ đi ấy ạ. Rồi bây giờ gọi không gọi được ạ. Vợ bỏ đi đâu? Về nhà ngoại à? Hay đi đâu? Cũng không về nhà ngoại, gọi về gia đình thì gia đình bảo là không thấy về mà cũng không biết đi đâu ạ. Nhà cô ta có gần nhà bạn không? Cách 200 cây ạ. Tận đâu? Tận trên Hà Giang ạ. Thế à? Tôi hỏi thật, thế làm sao các bạn quen nhau? Em quen trên mạng ạ. Thế vào lấy nhau? Bạn đã bao giờ lên nhà cô ta chưa? Em lên nhiều lần rồi ạ. Thế à? Và có biết thân thế của cô ta như thế nào không? Trước kia em quen cô ấy thì cũng biết là cô ấy cũng đi phá thai một lần, nhưng mà không phải của em mà là của người khác. Thì em thương cô ấy, em bảo là tôi đứa con đấy đừng có bỏ đi để lấy về để nuôi. Thì em mới yêu cô đấy để lấy đứa con, nhưng mà cô ấy âm thầm phá mất đi. Và em cũng biết được rằng là quá khứ cô ấy là cũng làm nghề, hình như là làm nghề massage hay cái gì tóm lại làm gái mại dâm. Và có thể rằng là cái bệnh giang mai là từ khi cô ta hành nghề đó. Em cũng không nắm rõ đây, em chỉ nghi ngờ thôi vì cô ấy không nói ạ. Rồi, chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự thêm với bạn nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng ạ. Bây giờ thì mình cũng đã biết là vợ bị cái bệnh như vậy và lại không liên lạc được với vợ. Chị muốn hỏi là hiện tại thì em có mong muốn là mãi mãi sẽ là... Em có mong muốn vợ ấy là của em và em muốn chữa bệnh cho vợ. Và bây giờ vợ em muốn ly hôn, em muốn nhờ chuyên gia tâm lý chỉ cho em cách để em làm sao mà lấy lại được cái tình cảm để cho vợ đỡ bị chán ạ. Như thế là em rất là yêu cái người con gái này. Mặc dù là em biết nó cũng có những cái điều mà cũng phải nhiều người sẽ lăn tăn. Nhưng mà em cũng đã vượt qua và mình quyết tâm là gắn bó. Và cho đến bây giờ thì em cũng vẫn muốn là mãi mãi là gắn bó với nhau, là vợ và chồng. Tuy nhiên thì ở cái góc độ của vợ em ý, khi mà biết những cái thông tin này, cô đấy cũng sẽ cảm thấy rất là đau khổ và rất chán nản. Ừ. Cho nên việc mà tạm thời người ta gọi như là bị sốc đó, thì người ta cũng chưa thể có được một cái quyết định như thế nào cả. Em cũng đã nhờ chuyên gia tư vấn bên luật sư ấy, người ta can thiệp và để giúp đỡ cho vợ chồng em á, thì vợ em có nói với luật sư là vẫn còn tình cảm với em, nhưng mà không có khả năng sinh con nên là muốn giải quyết phát cho em ấy. Thực ra thì cái quãng thời gian này là một cái quãng thời gian mà mọi cái về mặt tâm lý cả em và cả vợ em nó đương ở trong một cái tình huống mà có thể nói là một cái trạng thái nó không được ổn định, vì một cái thông tin vợ bị giang mai hoặc là vợ em, đối với vợ em thì là chính mình bị một cái căn bệnh như vậy, nó cũng tác động rất là lớn. Cho nên bảo để mà bình tĩnh suy xét để xem là nên làm như thế nào thì rất khó, nó hình dung nó rất là rối bời. Tuy nhiên là về phía em mà em khẳng định cái tình cảm của mình như vậy thì chị nghĩ là mình cũng không quá nóng vội, vì lâu dài mình vẫn muốn gắn bó với người vợ cơ mà, phải không? Cho nên cái cơ bản nhất lại là bình tĩnh đó. Với luật sư thì cô ấy cũng nói rằng cô vẫn có tình cảm với em, thì đấy cũng lại là một thông tin tốt. Thế và theo như cái suy luận thông thường thì một người bao giờ cũng có một cái gia đình gốc của mình, đó chính là cái gia đình của cô gái này, của vợ em. Thế có thể trước mắt thì cô đấy cũng không muốn gọi là liên lạc với gia đình, vì đương rất là chán nản, rất là đau khổ mà, nên tạm thời gọi là như là mai danh ẩn tích ấy. Nhưng mà chị nghĩ là em có thể trước mắt là em sẽ giữ cái liên lạc đối với gia đình của vợ em. Có một lần em gọi về gia đình ạ, rồi em cũng nói là bị bệnh rồi nọ kia ấy. Bây giờ không có con này nọ, xong em có cáu lên, ông bà giận, bố mẹ trên đấy là giận em, và bảo là bây giờ đừng có gọi lên trên gia đình nữa ấy ạ. Nhưng mà em, cái mục tiêu gọi là mục tiêu quan trọng của em vẫn là có được người vợ. Vâng. Thì mình sẽ lấy, người ta gọi đấy là mục tiêu ưu tiên, thì tất cả mọi cái khác sẽ lại phải hướng vào cái mục tiêu ưu tiên đấy. Bố mẹ có thể là giận, bởi vì là đúng là mình đã, trong lúc mà mình có những cái rất là mệt mỏi, tức giận, mình đã có những cái lời lẽ không phải. Bây giờ mình gọi lại, mình thanh minh, hoặc là mình lên tận nơi. Hà Giang đúng là cũng xa, nhưng bây giờ giao thông rất là tốt. Mình có thể lên, bởi gọi điện thoại không nói hết được. Mình trò chuyện đến nơi đến chốn, mình thưa với bố mẹ rằng lúc ý là con nóng vội vân vân. Chị nghĩ rằng là ông bà nếu thương con gái của mình, mà chắc chắn là ông bà nào chẳng thương con gái, thì cũng thấy một cái chàng rể mà nó tốt như thế thì cũng sẵn sàng bỏ qua cái lúc mà nó nóng giận chứ, phải không em? Đó, thì trước mắt thì mình cứ làm những điều đấy đi, bởi vì là vợ em dù có đi đến đâu thì có lẽ cũng sẽ đến một lúc mà vợ em sẽ có một cái liên lạc lại với gia đình. Đấy là một kênh. Một kênh thứ hai nữa là những người bạn rất là thân của vợ em, và em cố gắng tìm tất cả các kênh để có thể gửi cái thông điệp đến cho vợ. Anh mãi mãi vẫn mong muốn là chúng ta là vợ là chồng. Chị nghĩ trong quan hệ vợ chồng thì cái việc chân thành là việc quan trọng nhất em nhé. Thế và có những cái kênh quan trọng như thế thì em cố gắng tận dụng, và chị cũng mong là cái mong ước của em nó sẽ trở thành hiện thực, và các em sẽ chữa khỏi bệnh nhé. Vợ em sẽ khỏi bệnh. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn các chuyên gia đã tư vấn cho câu hỏi vừa rồi của một bạn trẻ đến từ tỉnh Bắc Ninh.